Trong năm thì có 365 ngày, mà trong 365 ngày thì mỗi một ngày Nhà Tốt sẽ chọn 1 giờ để đi quay. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một siêu phẩm với diện tích 63,4 m², thiết kế sân cổng riêng, ô tô vào nhà, thiết kế 3 tầng xây mới, nằm ở gần với khu đô thị, gần với trường đại học, nằm ở trong khu dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao về ở được ngay. Với đường ngõ trước nhà thực tế ở đây 3,5 m quý vị ơi. Đó. Ô tô vào nhà, sổ đỏ chuẩn chỉnh, diện tích 63,4 m trên sổ đỏ nha mọi người. Và với căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay. Rất là hiếm có một ngôi nhà sân cổng riêng như thế này, ô tô vào được nhà ở trên kênh Nhà Tốt nha quý vị. Bởi vì sao? Tất cả những cái video Ngọc Ánh quay cho quý vị thường thì nó nằm ở trong ngõ, ô tô chỉ cách gần hoặc là đỗ gần 50 hoặc là cạnh nhà thôi. Còn nếu như để mà vào trong sân như thế này thì gần như là chưa có. Và bây giờ thì sẽ có. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá ngôi nhà với cái diện tích sổ đỏ của nó như thế. Thì cái thực tế xây dựng nhà nó khoảng tầm được 42 m mọi người ạ. Còn đây là cái phần để sân riêng. Đó, vị trí của nó thuộc Đại Thành, Quốc Oai, gần với lại địa phận Hoài Đức, gần với lại Yên Nghĩa, giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, gần với trường đại học Phenika, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Phù hợp với quý vị đi làm ở đâu ạ? Phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, Hoài Đức, Quốc Oai nha mọi người. Phạm vi bán kính 10 km quay đầu là ok. Không khuyến khích khách hàng mà ở tận Long Biên mọi cái mà đi sang đây. Hoặc quý vị có thể mua căn nhà này để nghỉ ngơi, an dưỡng cuối tuần mọi người ạ. Bởi vì nó nằm trong khu dân cư nhưng mà rất là yên tĩnh, xung quanh thì rất là nhiều cây xanh. Đó, mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà ra sao. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Ngôi nhà này thì vừa mới hoàn thiện chỉn chu đầy đủ. Theo đúng như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, vừa mới dọn vệ sinh công nghiệp mọi người ạ. Phần hoàn thiện cơ bản thì đã được xong hết rồi. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá này. Đó. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Không gian phòng bếp, ánh sáng mọi người đây, tự nhiên vào trong không gian. Với phần tủ bếp thiết kế đầy đủ xong xuôi hết cho quý vị rồi. Mặt bếp ốp đá granite, xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, chậu rửa đây. Điện nước lắp đặt xong xuôi. Và với cái ngôi nhà này ấy, thì vuông vắn, nở hậu nha mọi người. Nhà nở hậu thì rất nhiều quý khách hàng thích. Với cái hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng lắp đặt xong hết. Đường to, ngõ rộng, ô tô vào nhà, thiết kế xây dựng độc lập, rất là hiếm, duy nhất một căn thôi. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Ngoài cái phần phòng khách, phòng bếp thì thiết kế ở đây, chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa. Và với cái ngôi nhà này ấy, nó cách với trường đại học Phenica khoảng tầm 4 km mọi người ạ, cách với khu đô thị Đô Nghĩa khoảng tầm 3 km. Chợ, trường, phường, trạm dân sinh xung quanh đầy đủ tiện ích, phạm vi bán kính 1 km quay đầu. Trên đây là cái phần thiết kế tầng 2. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng, và tay vịn cầu thang thì quý vị có thể nhìn thực tế gỗ, và ở dưới là thiết kế kính. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên xem ngôi nhà này thiết kế có ổn hay không. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 thiết kế cho quý vị 2 phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần mặt ngõ, rất là thoáng. Ở tại nơi đây thì quỹ đất còn tương đối là nhiều, cho nên là nhìn ở đằng trước nó rất là thoáng mọi người ạ. Đó. Cửa sổ thông thoáng, thiết kế 2 lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp, bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Ống chờ, dây chờ, áp chờ, điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện lắp đặt xong hết. Trong cái không gian phòng này thì thiết kế cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Trong phòng ngủ cũng vậy, cho nên vào phòng ngủ tương đối là thoáng và rộng rãi nha mọi người. Cửa nhà, cửa thông phòng thì thiết kế là cửa nhựa composite. Đó, rất là ok, ổn. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ. Với phần phòng vệ sinh này thì đây, mọi người có thể nhìn thực tế luôn, đầy đủ về bồn cầu này, hệ thống sen cây tắm này, quạt hút mùi, đầu chờ bình nóng lạnh, gạch thì ốp 30-60 lên trên tới gần trần này, lavabo. Đó. Điện nước xong, quý vị chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Phòng ngủ tiếp theo ở phần tầng 2 hướng ra phần mặt bên trong. Đây. Rất là thoáng. Nhà có như thế nào thì em quay và review cho quý vị như vậy. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều rất là thoáng, ánh sáng tự nhiên. Và cái phòng ngủ thì vuông vắn, không bị chéo, dễ dàng kê đồ nội thất. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà, cũng là tầng cuối cùng. Thì ở đây có một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Phần tiếp theo, trên tầng 3, chủ nhà thiết kế cho quý vị một phòng ngủ riêng. Đây, rất là rộng. Quốc Oai thì là một cái mảnh đất còn rất là nhiều quỹ đất mọi người ạ, còn rất là nhiều. Và cái vị trí của Quốc Oai thì nó tương đối là rộng. Tuy nhiên cái vị trí ngôi nhà này thì nó giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với lại địa phận Hoài Đức, La Tinh, Đông La mọi người ạ. Với cái phần tầng 3 này thì đây còn thiết kế một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì công năng sử dụng ở trên phía tầng 3 như vậy, tổng 3 cái tầng xây dựng thì thiết kế 3 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ cho quý vị. Phần còn lại mời quý vị theo em. Đây là phần phòng. Đây mọi người ạ, ở đây chủ nhà có thiết kế một phòng này để quý vị có thể làm phòng thờ. Hợp lý, thoáng. Đây là phần để máy giặt. Ống thoát nước, đầu thoát nước. Đây là điện. Và phần sân phơi. Đây mọi người ơi, siêu rộng. Xung quanh dân cư đông đúc, nhiều cây xanh, yên tĩnh, phù hợp cho quý vị mà đi làm ở Hà Đông, hoặc là nếu như mà quý vị nào mà thích mua để cuối tuần về nghỉ dưỡng thì cũng rất là hợp lý. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ với lại Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.